Hello, xin chào Việt Nam. Hello anh. Đúng rồi. Anh biết không? Ở bên đây á, nó cũng có cái luồng dư luận cũng giống như là mấy cái website đen, mấy cái tin tức nguồn tin tức bẩn vậy đó. Đi chang. Nó cũng báo lá cải, nó cũng tin tức này kia cái nọ, bà con đưa lên phe này phe nọ. Ôi trời ơi, dụ mới nhất là gặp bên này nó đảng này đảng kia nữa, quá nó cứ chống nhau. Bên này mình thấy cái đảng nhiều khi bực mình lắm. Mình đang cần, trong cái cuộc sống của mình đang cần một cái chuyện gì đó, cần thay đổi một cái chuyện gì đó. Cái mình thấy cái đảng bên kia, em á thì nói thẳng ra một câu là em không có bên đảng nào hết, em chỉ có một bên thôi, em chỉ là một người công dân bình thường thôi, không có đảng phái nào cả. Thì mình thấy cái đảng nào, cái đảng là mình thấy trong cuộc sống của mình những cái chuyện gì đó mình không thích, cần thay đổi, thì mình thấy cái đảng kia đồ quá, nó đứng lên, nó cái đứa mà mới á, nó chuẩn bị nó ra, ví dụ như cái ông thị trưởng cái thành phố chỗ em ở, hay là cái ông thống đốc chỗ cái bang em, đứng lên chuẩn bị thay đổi cái chương trình đó. Mình thấy mình mừng, mình nói ok, đủ quá chơi đi, đủ mà đưa ông này lên đi bà con, đủ quá cho ông thay đổi vậy được á, good cho người dân mình á. Cái đeo mẹ nó, thế là ở bên kia ô cái phe ở bên kia bắt đầu nó chống đó, cái phe ở bên kia bắt đầu nó chống. Ồ mà nó chống cho bằng được, tại vì đúng sai gì không cần biết, nó chống là nó chống, anh hiểu không? Nó chống cho chừng nào nó sập tiệm cái đảng bên này thì thôi à, chứ nó đâu có ngán đâu, tại vì tụi nó là chống với nhau là như vậy. Cứ hễ mà thằng này ra cái gì là thằng kia chống, không cần biết tốt xấu cho dân hay con mẹ gì đó, nó cứ chống chừng nào thằng kia lật rớt thì thôi à. Đó, rớt đài thôi. Rớt đài thôi. Nó bực thì thôi á. Đó thì nó cứ cũng mấy cái nguồn dư luận dơ, nó lên nó môi nó móc, nó nói tầm bậy tầm bạ rồi trên trời đất, bực mình lắm. Mà anh thấy cái ông Mỹ mà em nói chuyện với ổng á, ông đó cũng lịch sự lắm nha. Ổng không có kêu là VC mà ổng kêu là VA. VA là Vietnamese Army, là quân đội Việt Nam. Đó, ổng không kêu là VC. Đó, em còn nói ổng mà em nói mày thường mấy ông kia nói chuyện là kêu VC, hồi xưa mấy ông về Việt Nam mấy ông kêu VC mà. No. VA, ông kêu là VA, ông tức là em nữa chứ. Đúng rồi, tức là qua cái truyền đạt của ông ta, nó thoát lên cái gì? Cái sự tôn trọng, cái sự tôn trọng đối thủ, và họ cảm thấy là tức là rõ ràng, giống như Việt Ra nói trong cái đoạn đó, rõ ràng là tức là sau một thời gian họ mới nhìn ra được cái sai lầm của họ, và khi họ kiểm chứng lại họ thấy rõ ràng là những người lính quân đội nhân dân Việt Nam á là chiến đấu vì lý tưởng, và họ kính trọng cái điều đó, họ tôn trọng, họ kính trọng điều đó, cho nên họ dùng cái từ ngữ nó theo cái chuẩn mực của họ, và họ dùng là VA, đúng không? VA. Còn những người ví dụ như là những người mà từng thí dụ như là chiến đấu hay thua gì đó thì cay cú thì lại dùng từ là VC, đúng không? Thì chúng ta cũng hiểu thôi, dễ hiểu vậy. Nhưng mà anh biết đó hả, ổng tuy là ổng qua bên đó, ổng coi nếu mà nói ra ổng là như là lính bại trận vậy đó, nhưng mà ổng rất là nể phục người Việt Nam nha. Đúng rồi, tôn trọng, với sự tôn trọng lắm. Ổng nói chuyện em hỏi ổng vậy chứ ông qua bên đó ông chiến tranh, ông thấy ông qua bên đó ông có ngạc nhiên không, ông thấy cuộc chiến này như thế nào? Mà ổng nói giống như ổng ở dưới địa ngục, ổng trở về, ổng không biết là ổng đi qua bên đó mà cái chiến tranh nó như vậy. Ý của ổng nói giống như là ổng bị dụ vậy đó, anh hiểu không? Đúng rồi, bị lừa Mỹ. Cái Mỹ á, giống ổng là quân đội Mỹ á, mà ổng là chỉ huy luôn á, mà ổng giống như là ổng bị lừa vậy. Cái cảm giác của ổng, nói với em cảm giác ổng giống như là ổng bị lừa. Mới đợt sau em mà gặp ổng em hỏi kỹ lại, em quay lại mấy khúc đó. Ông nói giống như là tao bị lừa vậy đó. Tao đâu có biết là qua bên này nó tệ hại như vậy đâu. Anh nghĩ cái này Việt Ra nè, anh nghĩ thế này nè, nếu lần sau Việt Ra gặp lại ổng á thì Việt Ra nên đặt vấn đề thẳng với ổng luôn. Là gì? là tôi sẽ trao đổi với ông vân vân gì đó về cái nội dung đó, và tôi xin phép ông, nếu mà ông không phiền thì tôi có thể quay cái hình ảnh của ông được không, để và qua cái câu chuyện của ông sẽ giúp cho những người dân của chúng tôi vân vân sẽ thấy rõ hơn về cái cục diện thời điểm đó như thế nào Anh tin rằng ông sẽ đồng ý. Em thì em sẽ em cũng suy nghĩ giống như anh nha, em nói được sao. Ông tin rằng ông cũng sẽ đồng ý. Bởi vì ổng cái sân banh thằng con em nó đá mà cái sân nhà đó, cái sân giống như là sân nhà sân khách vậy, sân banh mà sân nhà của cái đội thằng con em đá đó là ổng cũng ở ngay đó, ổng đi ra đó ổng đi bộ, ổng đi tập thể dục. Mới gặp ổng đó chứ, ông nói 85 86 tuổi rồi, ra tập thể dục. Rồi xong rồi cái mới gặp ổng, ổng nói tao thường tao hay ra đây. Thì em nói đợt sau mà em ra em hỏi ổng coi ổng ok thì mình quay cho nó rõ ràng, tại vì cái này là quay đột xuất quá. Đúng rồi. Ông nói tao qua đây á, giống như là tao bị ép buộc, tao bị lừa. Tới chừng qua đây rồi á, ổng mới biết. Ổng thấy sao mà giết nhau, người ta bị bắn chết thê thảm quá, nhiều người vô tội chết tùm lum tà la hết. Rồi ổng mới nhận ra được, bắt đầu mới tìm hiểu, ổng mới biết là Bác Hồ, là ổng nói Hồ Chí Minh đó anh Thơ Quang. Ổng nói Bác Hồ là người ta đã đánh nhau từ hồi xưa tới giờ, đất nước dân tộc Việt Nam đã đánh nhau cả hàng ngàn năm rồi, người ta đánh vì cái lý tưởng của người ta. Ông có nói câu đánh 4,000 years rồi, xong rồi người ta đánh vì cái lý tưởng của người ta, chứ không phải là như là cái đám ôn binh kia. Rồi xong rồi đưa tiền cho tụi nó, quân đội. Ông nói hả, ổng rất là giống như là ổng rất là feel bad, là ổng rất là đau lòng khi mà ổng thấy quân đội lính của ổng nó bị chết á. Quân đội lính của ổng bị chết rồi bị mất tiền nữa. Đúng không? Ông nói vừa bị chết mà vừa bị mất tiền nữa mới đau quá. Nó ôm tiền nó chạy mẹ, nó ăn nó trơn cái trọi đó không. Bởi vậy mình nói đâu có sai đâu. Khổ vậy đó. Mà nhiều người không biết cái đội đến đâu. Mấy bác mấy chú á, mà lớn tuổi á, thì Việt Rai xin lỗi. Thí dụ như mấy người mà có cái lòng thí dụ như là bác Cầm đi, hay là bác Peter Phượng đồ này kia á, thì mấy ổng biết đúng biết sai, mấy ổng biết rồi thì cái đó mình xin lỗi mấy ổng, thì mình đã móc ra những cái này. Nhưng mà cái giới về sau này nè, cái thế hệ sau kêu là gì, hậu cái con bà nó cái gì, hậu vệ hậu con khỉ gì đó, nó có biết mẹ gì đâu. Anh thấy không, nó cứ đội lên đầu, cứ hở ra cái là nó nói quân đội Việt Nam Cộng Hòa là này kia nọ là tốt lắm đó. Thì rõ ràng nó như vậy á, tốt cái gì mà tốt, toàn là một cái đám ăn hại, hại dân hại nước. Má thua quê hả? Ok thôi, em để anh đi ngủ đi. Ok Việt Rai. Dạ rồi, em chào anh, chúc anh ngủ ngon. Việt Rai chào cả nhà. Hồi nãy Việt Rai nói tường thuật lại cái câu gì mà khi ông bí lời quá, ông nói cái gì mà ông gãi đầu á. Ông gãi đầu ông quay, em hỏi ổng là gì là cái khúc đó, em hỏi ổng là sao bên cái Việt Nam Cộng Hòa đó ta nghe nói là chính phủ của Mỹ á, là đưa quân đội qua support quân đội, rồi support tiền, đưa tiền qua nữa, vừa cho tiền rồi vừa đưa quân đội qua đánh. Ổng nói đưa quân đội qua đánh rồi đưa tiền. Ổng quay qua ổng dòm mà giống như ổng chán đời vậy. Lúc đó nhìn cái mặt ổng hài lắm, ổng quay ra cái biểu cảm đúng không, giống như cái biểu cảm đúng không, mà có động tác là đưa tay lên đầu gãi đúng không. Ổng quay cái mặt đang nói chuyện, ổng đang nhìn thẳng vô mặt mình nói chuyện qua lại, tự nhiên cái em hỏi tới khúc đó cái ổng quay, ổng nhìn ra ngoài trời vậy nè, ổng nhìn qua cái hướng khác, ổng đưa tay lên đầu ổng gãi, ổng nói quân đội lính của tao thì chết, còn tiền nó đánh cái gì, nó lấy tiền nó chạy mất tiêu. Có người nhột quá cái đoạn đó, có người nhột cái đoạn đó, có người nhột quá bực ra. Mà ông này á, là em nhắc lại thêm lần nữa là ổng không phải là lính hoàng nha. Leader. Ổng là captain, ổng là chỉ huy, em không biết lớn nhỏ quân đội em như thế nào nhưng mà em không có hỏi kỹ, nhưng mà ổng chỉ nói là tao là captain của cái Marine đó, rồi Special Force. Special Force là giống như cái tụi mà đặc công á anh. Đặc nhiệm á. Đặc biệt á. Còn Special Force là giống như là Marine là giống như là thủy quân lục chiến á, lính đó nó dữ lắm á. Rồi thêm cái câu chuyện mà ông ta thú nhận ở Việt Nam, ông ta thú nhận là giống như khi ông ta qua Việt Nam là giống như là bị mới cảm thấy là mình bị lừa, đúng không? Đó, mình giống như bị lừa gạt cái một vấn đề gì đó. Cái đó chứng minh cho cái gì? Chứng minh cho câu chuyện á là trước đây á, những thành phần bên kia họ luôn luôn vỗ ngực xưng tên là gì? Cái hòn ngọc Viễn Đông á. Và có quan điểm cho rằng cái hòn ngọc Viễn Đông là gì? Là do thực dân Pháp họ lừa mị những người lính Lê Dương á, lính Pháp nè, lính Châu Phi nè, qua Việt Nam, qua cái khu đó là cái hòn ngọc Viễn Đông để lừa những người lính đó qua, đúng chưa? Đúng rồi. Đó, tức là cái bài đó y chang là nó truyền từ đời này qua đời kia. Tức là những người lính Mỹ họ cũng chẳng có biết cái gì hết, họ chỉ biết là cấp trên của họ là tuyên truyền là tụi bay làm, tụi bay đang thực thi một cái nhiệm vụ rất là cao cả, rất là cao đẹp, nhưng mà qua lúc đó là gì, một mảnh đất gọi là màu mỡ, mảnh đất nó sung túc, giàu có và bla bla bla, thì chúng ta là thực thi cái vai trò của giống như là cái gì đội trưởng Mỹ vậy đó, không, đội trưởng Mỹ qua để giúp người dân thế này thế nọ. Nhưng mà khi thực tế họ vô rồi thì họ mới cảm thấy là họ đã bị lừa. Thì mà lừa rồi thì tập rồi rút đâu có được, bị lạy rồi. Có cái câu hồi nãy ông nói đó, có cái câu hồi nãy ông nói là tao tưởng đâu là đi qua bên đó là làm một nền dân chủ, thì giống như ở bên đây Mỹ á, trước khi đưa mấy ổng đi á, là nói là ở một cái vùng đất đó bây giờ tụi bay qua bên đó tụi bay lập lại một nền dân chủ mới đồ này bla bla bla, đưa những cái lời ca hay tiếng ngọt đồ vô tay mấy ông lính, anh biết không? Đúng rồi, mấy ổng nhiệm vụ cao cả đó, nhiệm vụ cao cả đó, đúng rồi đó. Trước khi mấy ổng đi á, mấy ổng suy nghĩ trong đầu mấy ổng là sẽ làm một cái nhiệm vụ cho đất nước Mỹ là lập lại một cái nền dân chủ mới cho một cái đất nước nào đó ở bên kia, giúp thì nó thẳng tin rằng là giúp, đúng không? Chính là giúp. Không ngờ ổng nói tao không ngờ, ổng nói mà lúc tao đi tao tưởng đâu là qua bển là như vậy đó, nhưng mà tao không ngờ thực tế chừng qua bên đó rồi tao mới biết là ổng mới tìm hiểu ra, ổng mới biết là đánh lính của Bác Hồ là ổng nói đánh giặc với chiến đấu nhau với lính Cụ Hồ mình đó. Đó là ổng kêu là Hồ Chí Minh đó là người ta fight for 1000 years for destiny, là cho cái lý tưởng của người ta từ xưa đến giờ rồi, người ta đánh Trung Quốc, người ta đánh Pháp rồi qua bển mấy ổng mới té ngửa, chứ còn ở bên Mỹ mấy ổng có biết mẹ gì đâu. Đó, cái vấn đề nằm đó, người ta thấy không? Đó, cái vấn đề nằm ở đoạn đó, nó sẽ lột tả ra được để dẫn chứng cho những gì mà anh em chúng ta tìm hiểu. Có nghĩa rằng là anh em chúng ta tìm hiểu theo cái nguồn tin nó đúng, nó chính xác. Bởi vì thật sự á, nói lính là gì cũng chỉ là những người dân Mỹ thôi chứ gì đâu. Mà bây giờ á, thằng nào cũng được đưa lên làm anh hùng hết đó, thằng nào cũng được đưa lên làm siêu nhân đó, thằng nào chẳng khoái, đúng không? Thằng nào nghe cũng khoái đó là xung phong đi bắt đầu đi qua tới nơi rồi mới ngộ ra thì ra là mình bị lừa. Mà bị lừa bây giờ đồ thân Phật nằm bên đó rút gì nó rút. Cho em xin lỗi các anh chỗ này nha, cái thời điểm đó đó là bị draft á, bị cái gì ta, bị bắt á, bị bắt đi lính Việt Nam đó, quân dịch, đi quân dịch, bắt quân dịch đó. Nói bên Mỹ này luôn đó. Đó thì đồng ý, Đồng ý họ bắt quân Dịch thì cái chuyện nó khỏi bàn cãi rồi, nhưng mà với điều kiện đó, vừa bắt quân Dịch mà vừa tuyên truyền những cái điều tốt đẹp nhất để làm gì? Cái đầu tiên á là trấn an tinh thần để cho những người đó họ cảm thấy họ sung cái đã. Việt Nam hình dung không? Rõ ràng chưa? Còn quân Dịch thì phải đi rồi, là bị ép rồi, bây giờ không giải được nữa rồi. Nhưng mà nếu mà không, cái tinh thần nó không thông á, mẹ nó qua nó cầm xuống nó bắn ngược lại sao? Đúng không? Đó. Cho nên họ phải có làm thêm cái thao tác đó nữa, là tuyên truyền nhồi nhét những cái tư duy, những cái điều láo xạo vào đầu những người lính Mỹ. Cho nên tại sao khi mọi người nhớ không? Trong cái thời điểm đó tại sao có phong trào phản chiến tại Mỹ? Có nghĩa rằng chúng ta có thể hiểu là chính những quân nhân Mỹ đó khi họ qua rồi họ cũng có những thông tin, bằng cách nào đó họ có truyền thông tin về với gia đình của họ, báo đài, thư từ vân vân, thì nó mới dấy lên được phong trào phản chiến của chính những người dân trong lòng nước Mỹ trong cái câu chuyện đó, đúng không? Đúng rồi. Đó, chúng ta sẽ thấy rất là rõ, tức là từng qua từng mảng thì chúng ta hệ thống lại, chúng ta sẽ thấy rất là rõ một cuộc chiến gọi là phi nghĩa. Rõ ràng đó là một cuộc chiến phi nghĩa mà do người Mỹ, do những người đứng đầu á, chính phủ Mỹ á, chứ không phải do người dân Mỹ nha, do những người đứng đầu nước Mỹ á, họ bày binh bố trận, họ lừa đủ mọi người, lừa từ chính người dân Mỹ của họ. Thì ngay đó chúng ta lại quay ngược thêm vấn đề nữa, ngay như vậy họ còn lừa nhau được nữa, thì muốn chia những thành phần mà gọi là bao quay sò lái hiện giờ lừa nhau thôi, mọi cái nó chỉ lừa nhau thôi, tức là nó đã là một cái truyền thống rồi, và mà là một cái bài cứ vậy mà áp dụng thôi, chứ chẳng có tốt đẹp. Con mẹ gì ở đây nó chẳng có tốt đẹp gì ở đây. Captain là đại quý nữa đó, thì ổng lúc đó ổng qua Việt Nam là ổng 20 mấy tuổi, đúng không ta? Ổng nói với em đó là ổng qua bên đó thời điểm 65 66 mà bây giờ ổng 86 tuổi, 85 tuổi, lúc đó là ổng 20 mấy tuổi, đúng không anh? Đúng rồi. Ừ, 20 mấy tuổi, lúc đó đi học ra trung học rồi hết rồi, ngon lành rồi đó, lúc đó là đi đại học rồi là đi sĩ quan, lúc đó là sĩ quan là đúng rồi. Đó, thì ổng mới giống như là ổng nói là ổng ở bên đó 1 năm ngoài. Em khúc sau có khúc em có hỏi ổng nữa, em hỏi vậy lúc mày đi về thì mày thấy làm sao? Ổng nói đù tao cảm giác của tao trở lại I just came back from hell, là trở lại từ địa ngục. Từ địa ngục, trở lại từ địa ngục. Nhưng mà ổng cũng bị mất mấy năm, giống như là bị bệnh trầm cảm á anh. Đúng rồi. Ừ, giống như là ổng chứng kiến trước mắt ổng những người dân vô tội bị giết chết, rồi bạn bè lính của ổng bị chết. Đó, ông này là cũng là tinh thần ổng là cũng ok á, chứ cũng nhiều ông là về, anh biết mấy ông Mỹ ở đây về già, mấy ông mà đi chiến tranh Việt Nam về bị khùng nhiều lắm nha. Hậu chiến á, rồi bị hậu chiến á. Quá bị tỉnh khùng nhiều lắm đó, nhưng gì ấy đâu. Chưa kể những ông mà về đây tự nhiên bị qua trầm cảm rồi tự giận chết luôn đó. Nhiều. Vậy mà cái đám những người như vậy đó thì người ta không có gì. Những người như vậy sau cuộc chiến người ta nhìn lại, người ta thấy bên nào đúng, bên nào sai, người ta nể phục. Giống như ông này nè, ông nói là cái VA là cái Vietnamese Army, quân đội Việt Nam á, là the best. Người ta đánh vì lý tưởng người ta như thế nào, ổng khen, ổng nói hay. Còn cái đám mà tạp nhạp, cái đám mà nhoi, ba cái đám mà về sau này F2, F3 hay gì, nó có biết con mẹ gì đâu, anh thấy không? Bây giờ cái đám ở bên Cali đồ này kia đó, nó cứ hùng hổ, nó chẳng qua là nó ăn tiền của người ta từ hồi nào tới bây giờ. Bây giờ nó bị thất thế đi, cho nên nó tức cũng vì cái quyền lợi đó không, chứ nó có là lý tưởng đất nước con mẹ gì đâu. Đúng rồi, đúng không? Bực vậy đó. Ok, bữa nào coi sắp xếp làm cái clip với ổng, còn thôi là rủ ổng lên livestream luôn ở Việt Rai. Để đó em coi em có còn gặp được lại ổng không, để em canh. Rồi ok, cảm ơn ra rất là nhiều. Nhưng mà vậy nè, trước khi xuống like á, mình bật mí cho Việt ra cái nãy mình nói mà cái vụ gãy đầu có người nhột á, Việt ra biết ai không? Ai vậy? Có ông kia cũng không có tóc, gãy đầu không? Hiểu không? Không, nhưng mà thường thường gãy đầu có tóc gãy nó mới ra kiểu, chứ không có tóc gãy sao ra kiểu. Ok, rồi xuống like. Thôi em cũng xuống luôn. Bye bye nha. Coi như cái đoạn cuối này là học bạn mình không có trao đổi nha Việt Lai. Rồi ok, bye cả nhà. Chán ghê. Ok. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye, xin hẹn gặp lại.